Vâng, xin chào mừng cô chú các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Những hình ảnh và cảnh quay trước mắt cô chú các bạn vẫn là cái căn phòng quen thuộc nơi mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố cảng Yokohama. Clip ngày hôm nay mình xin giới thiệu cho cô chú bạn một mẫu xe đạp gắn máy đang làm mưa làm gió trên thị trường Nhật Bản. Đấy, thì trước mắt cô chú bạn đây là một con xe khui hộp anh chị em nhé. Chưa khui hộp, chưa đổ xăng. Đấy, thì bây giờ mình sẽ khui hộp cho anh em toàn cảnh. Sau đó mình hướng dẫn anh em cách sử dụng, rồi cách mua hàng, cách chuyển khoản tại Việt Nam. Đấy, thì trước mắt của chúng bạn đây là hiệu Fuki Planning Yokohama Japan. Đây là một mẫu xe đạp gắn máy được sản xuất tại Nhật Bản. Ký hiệu là series là KFK310 series. Đấy, thì bây giờ mình sẽ khui thùng nhé. Khui thùng để cho cô chú bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy và mỹ miều yêu kiều của một mẫu xe được sản xuất tại Nhật Bản, hàng khui hộp. Đấy, con này có cái ưu điểm là hàng khui hộp như này anh em về đóng sẵn rồi, anh em về là đi máy bay về luôn. Giao hàng từ Móng Cái đến Cà Mau là chỉ có khoảng 20 ngày thôi, kể từ ngày đặt hàng mà anh em nhận được, chậm nhất là 25 ngày anh chị em sẽ nhận được hàng. Đấy, bây giờ mình khui hộp ra, sau đó mình báo giá về tận Việt Nam con xe này để chào mừng cô chú chị các bạn một mẫu xe đang làm mưa làm gió tại thị trường Nhật Bản. Đấy, thì bây giờ khui hộp ra thì bên trong hộp thì anh em thấy là vỏ thùng rất là chắc chắn luôn, bên trong được đóng gói vô cùng cẩn thận và chi tiết. Đấy, thì bây giờ anh em chờ lát nhé, mình để điện thoại xuống, sau đó mình sẽ nhấc ra, sau đó quay toàn bộ toàn cảnh chi tiết tỉ mỉ. Đấy, sau đó mình báo giá về tận Việt Nam cô chú anh chị các bạn. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Đấy, clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu và thông báo đến toàn thể gần 36.000 anh em đã đăng ký và follow và nhấn like trên kênh Loa Hay TV. Hôm nay giới thiệu cho cô chú bạn một mẫu xe mà mình tính giá ưu đãi để tri ân cô chú như các bạn đã theo dõi và ủng hộ Loa Hay trong suốt những năm vừa qua. Đấy, thì bây giờ cô chú anh chị cùng lán lại màn hình nhé. Mình khui hộp ra thì anh em sẽ thấy là một chiếc xe màu trắng tinh khôi. Đấy, thì bây giờ mình quay ra cho cô chú các bạn cùng xem. Đấy, thì trong thùng của nó thì thân nó đã lắp sẵn rồi, chỉ có tháo rời mỗi bánh trước và một ghi đông thôi. Đấy, nên anh em nào về lắp thì chỉ tầm 3 phút 5 phút là xong thôi. Thì tốt nhất anh chị em nào chưa va chạm đến ngành cơ khí thì cứ nhờ những tiệm xe máy người ta ráp lại cho, cân chỉnh đâu đấy cho. Đấy, thì bây giờ mình nhấc cái thùng này ra nhá, sau đó mình ráp tạm vào, xong rồi mình sẽ quay chi tiết cận cảnh, sau đó hướng dẫn anh em cách sử dụng và anh em cứ đổ xăng hoặc là chạy thôi. Con này có một cái ưu điểm là không phải đăng ký anh chị em nhé, không phải đăng ký, không cần bằng. Anh em chỉ biết cần biết đi xe đạp nó có thể sử dụng nó thôi. Bởi vì phân khối của nó có 31,7cc. Quy định của Việt Nam là dưới 49cc là không phải đăng ký, không phải bằng. Nên con này có thể là rất là phù hợp để lăn bánh trên mọi nẻo đường tại Việt Nam. Anh em chiều đi uống cà phê hoặc là vào những dịp đặc biệt, anh em có thể sắm những bộ cánh, để những mái tóc thiết tha yêu kiều, không cần đội mũ bảo hiểm, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thì bây giờ mình quay chi tiết nhé. Thì trước mắt của chú đây là một cụm đồng hồ điện. Đồng hồ này sẽ hiển thị số giờ và số km, số tốc độ đấy. Đấy, kế đến là một chiếc gương chiếu hậu này. Tất cả còn nguyên nhé, thì mình chưa khui hết rồi. Qua cho anh chị em xem. Đấy, đây là chuông này. Đấy, đây tay phanh này, hệ phanh là của Shimano Nexus anh chị em nhé. Shimano anh chị em là yêu thích câu cá với lại xe đạp thì rất là quen thuộc với những cái thương hiệu Shimano nổi tiếng này, rất là chất lượng. Đấy, toàn bộ thân xe là màu trắng kết hợp với quả lốp màu trắng nữa nên là nhìn rất là thanh nhã. Đấy, đây là cụm lốp và thông số kỹ thuật lốp 26 × 2.125. Đấy,
Đây là một mẫu xe lớn anh chị em nhé, phù hợp với anh chị em 1m60 đến 1m80 đều đi ok. Yên xe thì con này thể nâng hạ, ghi đông càng cũng có thể nâng hạ. Bình xăng màu trắng toát luôn, trắng sớ luôn, hiệu Fuki Planning. Mình để này để anh em về tự lột. Thì bây giờ kiếp tế mà đến cụm động cơ anh chị em nhé. Khi mà tháo ra thì anh em có thể thấy rằng ở trong có toàn bộ đồ nghề này kèm theo này. Đồ nghề kèm theo này, bàn đạp này, anh em lắp bàn đạp vào đây là xong này. Rất là nhanh và đơn giản. Nhật nó làm cố gắng là để cho người sử dụng không phải bận tay nữa. Đây là toàn bộ nhá. Đằng sau là cụm lắp xong hết này. Cụm phanh sau cũng của Shimano. Đây là ống xả này, ống xả bô nhỏ nhìn rất là tinh khôi, tinh tế. Đây là cụm động cơ anh chị em nhá. Cụm động cơ thì quay cho anh chị em xem. Cụm động cơ Fuki Planling. Đấy, con này thì 31.7cc anh chị em nhá. 31.7cc nên là anh chị em đi như một chiếc xe đạp thông thường. Đấy, made in da băng, hàng khui hộp, hàng đập hộp anh chị em nhá. Riêng mẫu xe này về anh em chạy 5-70 năm sau vẫn ok. Nhật Bản thì nó quá nổi tiếng với lại sự bền bỉ với thời gian, tất cả những chi tiết. Anh em về lắp ráp thì đây này, ở đây có người chế độ, anh em chỉ cần chú ý mỗi cái này thôi. Khi mà cái núm này nó nằm ngang như này nhá, cái thanh này nằm ngang như này. Cái thanh này nằm ngang như này thì tức là đang ở chế độ đạp xe thông thường. Đấy, lúc này thì anh em sẽ đạp xe như một chiếc xe đạp thông thường. Đấy là những lúc hết xăng và những lúc không cần nổ máy thì anh em đạp thông thường như này. Nhẹ tênh như một chiếc xe đạp. Mà anh em muốn nổ máy thì anh em nhấn vào nhá. Anh em nhấn vào bên trong, sau đó anh em xoay dọc ra. Trong đây nó một cái lẫy này. Đấy, em nhấn vào như này nhá. Nhấn vào sau đó thì vặn nó dọc ra là được. Nhấn vào này vặn dọc ra. Đấy, nó có lò xo đẩy, nhấn vào xong vặn dọc ra là xong. Đấy, nhấn vào ngắt ra. Nhấn vào để dọc ra. Đấy, thì lúc này sẽ ở vị trí là nổ máy nhá. Anh chị em đạp mạnh phát nửa vòng là nổ thôi. Đấy, đạp mạnh phát nửa vòng là nổ. Thì con này trong tình trạng là bây giờ mình chưa ghim xăng, chưa ghim dầu, nên là mình không nổ, đợi một dịp khác mình sẽ nổ cho anh em. Đấy, đây là bình xăng này. Bình xăng này thì có khóa anh chị em nhá. Bình xăng có khóa để chống làm giả, hay là nhà sản xuất nó đưa ra là như vậy. Đấy, đây là yên xe này, yên bọc da này. Đấy, anh em có thể cân chỉnh cho cao cho thấp đều được, thích hợp với 1m6 đến 1m85. Đấy, thì anh em nào trung trung tuổi có thể sắm chiếc này dạo phố chiều chiều đi qua phố phường, hoặc chiều thứ bảy đi uống cà phê. Đấy, đằng sau là có một cái này lắp biển nhá. Tại Nhật Bản thì người ta treo biển, nhưng mà ở Việt Nam thì không cần đăng ký. Anh chị em hoàn toàn có thể lắp một chiếc biển giả như là tứ quý 8, tứ quý 9 hoặc là 6789. Tùy anh em, tùy theo thở xích của anh em. Đấy, độ thêm lên. Đặc biệt cái con này màu trắng tinh khôi nên là anh em rất dễ độ màu nhé. Đấy, nó màu trắng này anh em có thể về cắt những dòng đề can màu cà phê, màu xanh, màu tím. Anh em cắt một cái sọc, anh em dán hết một cái sườn xe này. Đấy, thì nhìn vô cùng cá tính và tinh tế. Màu sắc cho anh em tùy chọn luôn. Anh em có thể dán một cắt một cái đề can dán màu cà phê do anh em tự thiết kế. Đấy, màu trắng tinh khôi rất thích hợp cho bạn nữ mặc áo dài trắng mà lượn phố vào chiều thứ bảy như này, đi phố phường rất là tuyệt vời luôn. Này thì chạy xăng pha nhớt anh chị em nhé, chạy xăng pha nhớt, động cơ hai thì. Đấy, đằng trước này thì có một cái ngày xưa gọi là cái gì, cụm phát điện, củ phát điện. À, khi mà anh em đi ban đêm thì anh em hạ xuống thế này, nó sẽ phát điện, phát đèn, đèn LED, đèn chiếu sáng nhé, đèn hành trình nhé. Đấy, còn đây cụm động cơ thì là chạy xăng pha nhớt, chạy động cơ hai thì, rất là mạnh mẽ luôn. Tất cả này thì mới đập hộp này, anh em không phải lo nghĩ về cái chuyện. Đây, tất cả seal còn chưa bóc nhé. À, cái này chạy xăng pha nhớt thì anh em pha tỷ lệ 2%. 2% tức là anh em 1 lít xăng anh em cho 20cc nhớt.
1 lít xăng tức là 1000cc thì anh em cho 20cc nhớt, tỷ lệ là 2%. Đấy, đây là đèn led chiếu sáng. Bình xăng này thì được dung tích của nó là 1.8 lít nha anh chị em nhé, 1.8 lít gần 2 lít. Đấy, nhớt thì anh em tự pha thôi, mỗi một lần đổ 2 lít nhớt là đổ 2 lít xăng thì anh em cho khoảng 40cc nhớt vào. Đấy, sau đó thì nổ máy là chạy thôi. Đây là toàn bộ giấy tờ cách lắp đặt và thông số kỹ thuật ghi hết ở trên đây chứ. Đấy, thì giá chiếc này về tận Việt Nam giao hàng toàn quốc là 36 triệu, 36 triệu bao ship toàn quốc. Anh chị em không phải trả thêm bất kể một khoản chi phí nào nữa nhé. Hàng đi máy bay khoảng 25 ngày, 20 đến 25 ngày anh chị em sẽ nhận được hàng kể từ ngày đặt hàng. Đấy, cái giá này là giá ưu đãi nhé. Giá ưu đãi chỉ có giao lưu cho những anh em đã follow trên kênh Loa Hay TV trong suốt những năm vừa qua. Giá kịch sàn 36 triệu bao ship toàn quốc. Anh chị em nào quan tâm đến sản phẩm thì nhanh chóng chụp ảnh lại màn hình nhé, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị và các bạn. Giá 36 triệu giá ưu đãi dành cho tất cả những anh em đã đăng ký và follow trên kênh Loa Hay TV trong suốt những năm vừa qua. Thì clip này mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chú anh bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu.